Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 79 giải toán về tỷ số phần trăm. Bài tiếp theo trang 96, 97 vở bài tập môn toán lớp 5. Và các em lưu ý đây là bài giải toán về tỷ số, bài thứ 3 trong tổng số 3 bài của chương trình lớp 5 nha. Rồi, và các em nhớ là chúng ta cũng cần phải có giấy nháp để làm bài nha. Rồi, bây giờ các em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài hôm nay thôi. Chiu. Rồi, bài ta này. Bài số 1. Mình yêu cầu các em là gì? Số học sinh giỏi của một trường tiểu học là 256 em và nó chiếm là 51,2% số học sinh của toàn trường. Hỏi trường này có bao nhiêu em học sinh? Đó, vậy bây giờ chúng ta thấy nào. Học sinh giỏi thì là bao nhiêu? 256 em. Và 256 em này thì bằng 51,2%. 51,2% này trong tổng gì? Tổng học sinh toàn trường. Đó. Được. Và bây giờ ta hỏi các em cái gì? Ta hỏi các em trường này có bao nhiêu học sinh? Hỏi trường này có bao nhiêu học sinh? Đó, vậy thì mục đích ở đây bắt buộc chúng ta phải tính số học sinh của cái trường này. Vậy ở đây, đây là một trong những bài toán mà các em đã rất là quen thuộc rồi. Đây là chúng ta sẽ tìm một số khi biết cái số này nó chiếm 51,2%, đúng không? Của bao nhiêu? Của 256 này. Đó. Vậy thì để làm được cái bài này chúng ta sẽ có rất là nhiều cái cách giải. Vậy thầy ở đây thầy sẽ hướng dẫn chúng ta hai cách và tùy theo các em muốn thực hiện cách nào cũng được nhé. Và ta sẽ thực hiện, ta sẽ làm cách thứ nhất này. Cách thứ nhất ở đây thì chúng ta sẽ tính công thức, tính về tìm một số khi biết tỷ số phần trăm của nó, thì chúng ta sẽ thấy đây là 256 này chiếm 51,2% tổng học sinh toàn trường. Tại cách 1 chúng ta có thể lấy là 256 này nhân với 100 và chia cho cái tỷ số này, tức là chia cho 51,2. Được chưa? Đó. Đây là cách thứ nhất nhé. Cách thứ hai thì các em sẽ lấy là 256 này, em chia cho 51,2. Đó, được bao nhiêu em nhân với 100. Được chưa? Vậy thì tùy theo em áp dụng cách nào cũng được nha. Đây thì chúng ta có hai cái cách để chúng ta tính, chúng ta muốn áp dụng cách nào cũng được nhé. Vậy thì trong cái phần này thì thầy chỉ sử dụng chúng ta một cách thôi. Được chưa? Ta chỉ áp dụng một cách thôi, đó là cách số 1 nha. Chúng ta sẽ có câu trả lời luôn. Đó là gì? Số học sinh của toàn trường tiểu học đó là sẽ áp dụng cái cách thứ nhất thôi. Ta áp dụng cách rất là đơn thuần thôi. Đó là 256 các em nhân với 100 và được bao nhiêu thì các em chia cho bao nhiêu? Chia cho 51,2 nhá. 51,2. Và bài này chúng ta bắt buộc ta phải thực hiện được đấy nhé. Đây, cái tổng này nhân một số với 100 thì chúng ta chỉ việc thêm vào phía tận cùng bên phải của nó
100 thì sẽ thêm mấy chữ số, 2 chữ số. Không, vậy thì đây nó sẽ là 256 này. Nhấn 100 sẽ thêm 2 chữ số 0. Nó sẽ bằng 25.600. Và bây giờ ta sẽ thực hiện phép tính 25.600 này chia cho 51,72. Đó, vậy thì đây chúng ta phải nhớ được cách chia. Cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân thì chúng ta phải tiêu diệt cái dấu phẩy ở số chia. Để bỏ được dấu phẩy ở số chia đây này, tôi thấy số chia này phần thập phân của nó có một chữ số, thì chúng ta bỏ dấu phẩy này thì chúng ta sẽ phải thêm một chữ số 0 vào số bị chia. Vậy bài toán của chúng ta sẽ là 256.000 chia cho 512, được chưa? Và chúng ta thấy này, 256 này không thể chia cho 512, ta phải lấy 2560 chia cho 512. Chúng ta sẽ lấy khoảng 25 chia cho 5, ta sẽ được khoảng 5 đi. 5 x 2 bằng 10, 0 x 1, 5 x 1 bằng 5, 1 là 6, 5 x 5 bằng 2, 25. Đó. Như vậy đây sẽ bằng 0. Không, vậy thì phần này nó có 2 chữ số 0. 2 chữ số 0 chúng ta không cần phải chia, chúng ta sẽ thêm nó vào luôn phần thừa. Vậy thì kết quả đây sẽ bằng 500 học sinh. Vậy thì cái trường này nó sẽ có tổng cộng là 500 học sinh. Được chưa? Đó, và đây chính là đáp số là 500 học sinh. Được chưa? Vậy thì đây là cái cách thứ nhất các em làm nhé. Nếu các em nào áp dụng cách thứ hai, chúng ta sẽ lấy 256 này, 256 này các em chia cho 51,2. Vậy thì chúng ta cũng phải tiêu diệt cái dấu phẩy này bằng cách ta phải thêm một chữ số 0, tức là 2560 mà chia cho 512 ta sẽ được khoảng 5 lần, 52 bằng 0 với 1, 51 bằng 5, 51 bằng 6, 5 x 5 bằng 2, 25, như vậy đây sẽ bằng 0. Vậy kết quả ở đây thì phép chia này sẽ bằng 5, 5 x với 1, 100 thì cũng bằng 500. Và như vậy các em áp dụng cách thứ hai này thì cũng sẽ bằng 500 học sinh, chưa? Thế thì cái bài này thầy hướng dẫn cho ta hai cách, tùy theo các em muốn áp dụng cái nào cũng áp dụng. Và đến với bài số 2 này. Bài số 2, kiểm tra sản phẩm của một nhà máy. Người ta thấy có 44 sản phẩm không đạt chuẩn. Rồi. 44 sản phẩm này không đạt chuẩn. Và 44 sản phẩm này nó chiếm bao nhiêu? Chiếm 5,5 tổng số sản phẩm. Vậy thì giống hệt cái bài số 1 thôi đúng không? 5,5 tổng sản phẩm. 5,5% của tổng sản phẩm đúng không? Rồi vậy thì cũng giống khi bài số 1 mình yêu cầu tính tổng số sản phẩm. Đó. Thì ở đây chúng ta cũng sử dụng hai cái cách như ở bài số 1 thầy đã hướng dẫn. Vậy thì không phải phân tích và không phải giảng giải nhiều nhé, chúng ta sẽ thực hiện luôn và lời giải. Ta sẽ có lời giải luôn, đó là tổng sản phẩm của nhà máy đó là tổng số sản phẩm của nhà máy em sẽ lấy này gì 44 sản phẩm này, có 44 sản phẩm các em nhân với 100 được bao nhiêu, các em chia cho tỷ số phần trăm, tức là chia cho 5,5%. Rồi là chúng ta nhân lên thôi, 44 nhân với 100 thì sẽ bằng 44 thêm 2 chữ số 0, nó sẽ bằng 4.000 400.
5.400 giờ chúng ta chia cho 5.5 này, bỏ dấu phẩy này thì sẽ thêm một chữ số 0 và sẽ là 44.000 chia cho 55. 44 không chia được cho 55, ta phải lấy 440 thì sẽ được khoảng 8 lần. 8 × 5 = 40 rút 0 như 4, 8 × 40 = 4 là 44 và thế đây bằng 0. Và còn hai chữ số 0 này ta sẽ sang phần thương, cái kết quả nhà máy này sẽ có 800 sản phẩm đó. Và đáp số sẽ là 800 sản phẩm thôi, nó rất là đơn giản đúng không? Rồi, xong bài số 2 nhé. Bài số 3 này, một cánh đồng có 9 hecta trồng ngô. 9 hecta thì trồng ngô, tính nhận diện tích cánh đồng nếu diện tích trồng ngô lần lượt là 10%, 20%, 50%. Đó là diện tích của nó và chúng ta dựa vào kết quả này. Vậy thì bài số 3 này cũng khác gì cái bài số 1 và bài số 2 đó. Chả có gì là khác đúng không? Giờ chúng ta sẽ tính là 9 hecta. Ví dụ 9 hecta nó chiếm 10% này. Chúng ta sẽ thực hiện một phép tính là gì, sẽ lấy 9 nhân với bao nhiêu, nhân với 100 đúng không, và chia cho 10 đúng không? Đó, vậy thì 9 nhân với 100 giống hệt bài số 1 số 2 thôi. Nếu 10% nha, đây chúng ta nếu mà bằng 10% này, 10% sẽ bằng 9 nhân với 10, 100 chia cho 10, 9 nhân với 100 sẽ bằng 900, 900 mà chia cho 10 là sẽ bớt mỗi bên một số 0 sẽ bằng 90 hecta. Vậy thì 10% ta sẽ nối cột đây là 90 hecta, được chưa? Và tiếp theo này, nếu chiếm là 20% thì sẽ bằng 9 nhân với 100 và tất cả chúng ta chia cho bao nhiêu, chia cho 20 nhé. Thế thì 9 nhân 100 đây sẽ bằng 900 này. 900 này mà chia cho 20 à, 900 chia cho 20 tức là 10% thì bằng 90. Vậy thì một nửa của nó thì 900 chia 20 cũng chỉ bằng 40 mấy, chưa? À, vậy thì nếu 20% thì sẽ chiếm 45 hecta. Rồi, tiếp theo 50% thì cũng sẽ bằng 9 nhân với 100 và chia cho 50. Vậy thì 9 nhân 100 sẽ bằng 900, 900 chia cho 50. Các em thực hiện phép tính 900 mà chia cho 50. Nào, 90 chia cho 50 thì sẽ được mấy? Sẽ được mấy các em nhỉ? 90 chia cho 50 sẽ được 1. 5 nhân 1 bằng 5, 9 trừ đi 5 còn dư 4, đúng không? Rồi, 4 ở đây không chia cho 50, phải hạ 40. 40 cũng không chia cho 50. Tiếp tục chúng ta hạ số 0 nữa là 400. 400 chia cho 50 sẽ được 8. 8 không là 0, 8 5 4, 10 và đây sẽ bằng 0. Vậy thì sẽ bằng 18. Vậy thì 50 đây sẽ bằng 18 hecta. Vậy thì đây là kết quả của bài số 3 nhé. Và chúng ta đến với bài số 4 nhé. Bài số 4 như thế, cho chúng ta cái gì? Hình vẽ dưới đây biểu thị một sân trường. Đó, hình vẽ này là sân trường và phần trồng hoa trên đó. Phần trồng hoa này đây, biết rằng diện tích trồng hoa bằng 250 m² và nó chiếm 10% diện tích của sân trường. Hãy tính diện tích của sân trường. Ở bài này thì cũng không khác gì các bài số 1, số 2 và số 3. Trong thầy không hướng dẫn ta để
phép giải nha, các em muốn áp dụng cách 1 hay cách 2 tùy với em, được chưa? Chúng ta sẽ tiến hành làm luôn, không phải phân tích, được chưa? Rồi, sẽ là diện tích của sân trường là diện tích của sân trường, diện tích của sân trường sẽ là, chúng ta sẽ lấy cách thứ nhất đi, 250 m², ta nhân với 100 và được bao nhiêu, ta chia cho mấy, chia cho 10%, là chia cho 10, đúng không? Rồi, ta nhân 250 × 100, ta chỉ được thêm 2 số 0 thôi. 250 này thêm 2 số 0 rồi đây. Rồi, chưa? Vậy thì nó sẽ ra là 25.000. 25.000 này chia cho 10, một số chia cho 10 chúng ta chỉ bớt 1 chữ số 0. Vậy thì diện tích sân trường này sẽ là 2.500 m², sẽ bằng 2.500 m², và đáp số diện tích sân trường này là 2.500 m². Đó, vậy chúng ta thực hiện xong bài số 79 nhé. Và như thường lệ, đến cuối mỗi video, các em nhớ chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến thật nhiều bạn bè nha. Rồi, tạm biệt các em.